đâu quá các bạn ơi, ô đổ vọng đâu quá, a ui cầu tính kia mình sâu dữ vậy, a ráng xíu ơi, đoạn này bây giờ là mình sẽ bắt đầu rồi xuống nhà để phơi phản ứng của ba má tôi nha. Tôi chạy xuống đỡ mà phơi phản ứng của mẹ tôi nha. Mẹ ơi, mới xem nghe cô rồi không? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thảo Gà đây. Bạn thấy sau lưng mình là gì không? Đấy. Mình đang ở ngoài tiệm của bạn của mình để làm clip, nhưng mà không phải clip quay lại hành trình đi xem gì đâu nha. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ làm một clip cho anh Tâu tiếp tục thử phản ứng của Tâu khi mà thấy tôi xem thêm hình mới sẽ như thế nào. Tôi sẽ thử xem lên cô ấy, xem lên mặt luôn. Chỗ đây là chỗ mà giờ bị đánh giá anh em ơi. Bữa giờ mình xem mấy cái này đồ thì Tâu đã phản ứng rất gay gắt rồi, kêu trời xem một sao mà xem nhiều vậy á. Nhưng mà vì đam mê anh em ơi, nhưng mà đam mê chứ tôi không biết điểm giới hạn của tôi nha, là không bao giờ xem cố hay xem gì đỡ hơ quá nhiều. Thì bây giờ tôi sẽ vô tiệm để nhờ bạn tôi dán giải chuyên nghiệp với lại để chụp một vài cái bằng chứng sống, bởi vì cháu không giờ bị lừa nên là phải tạo hiện trường giả trước đã. Đây là cái hình xem mà tôi sẽ nhờ anh bạn của tôi dán lên giùm nha, thì mới xem xong luôn đấy. Còn qua đây là có chờ đang ngoài học anh em ơi. Nói chung anh em nào muốn học xem hay muốn xem mình thì cứ lại đặt theo thu nha, sống đem thông quản nghiệp lên Facebook sạch là Lơ Văn Đạt. Bí là dân đạt anh em ơi. Đạt đi. Hồi nãy đang thiết kế tôi con rồng để xem lần cố, nói chung có thầy thợ xem nó vẫn ok hơn là tôi dán. Cháu thì không thể nào nghi ngờ được. Với lại lát nữa là tôi sẽ nhờ bạn tôi cầm cái máy anh em ơi, xong rồi chụp cho tôi vài tấm hình rồi luôn. Đó, đang lên Facebook. Cháu là tin là tôi mới đi xem về. Chưa giờ tôi trốn đi từ lúc 11 giờ trưa tới giờ là 3-4 giờ chiều rồi. Wow. Tôi đang nhờ học viên của Đạt quay giùm tôi nha. Thì là tôi sẽ bắt đầu lên hình để lên nhanh lắm bạn ơi. Chắc con trâu gì nó khắp luôn. Trâu sẽ đau khổ khi biết tháo ghe trong cổ. Chúc mà lát em nhớ chụp cho bạn nói tấm hình nha. Mình đang Facebook trên trâu tin nha. Ui đau các bạn ơi. What? Sạch mà rất là đau nha mọi người. Đau hơn ấy. Ở dưới tay chân tôi tuồn dậy thôi. Tuồn xịt xịt dậy lên đây à. Thôi mày nói gì nói đi. Thằng vô văn quá. Tôi sẽ lên hình thứ hai nha. Nói chung xem khá là nhanh thôi. Mấy cái hình trên người tôi xem tới 7-8 ngày mới xem cái hình này. Tôi xem có 10 phút là xem 2 hình à. Đây, chắc cái đây chạy cả tiếng hồi đến 9 người luôn. Đâu quá các bạn ơi, ô đổ vọng đâu quá, a ui cầu tính kia mình sâu dữ vậy, a ráng xíu ơi, đoạn này đạp xíu là tiêu luôn á. Ôi thôi được rồi, giỡn các bạn ơi. Giỡn như thiệt thánh điên này tôi. Ôi hồn luôn, cho các bạn chút thôi mà như thiệt. Tôi sẽ nhiều cái đợt thôi mang ức của cháu nha anh em ơi. Tôi đổ về tới nhà rồi đây. Đây, tôi đang ở cái phòng kế bên. Đấy, các bạn thấy hình tha thu của tôi có đẹp không? Thì bây giờ cháu đang ở trong phòng anh em ơi. Đang ngồi sức kinh nhíp. Ấy, thì là bây giờ tôi sẽ vô phòng và bắt đầu thử phản ứng của cháu nha. Cười. Làm gì vậy? Hả? Làm gì vậy? Làm chưa clip vậy? Công chuyện. Cái đàn sorry đang về chờ. Đừng bắt tôi đi. Cái gì? Ê, đi từ 11 giờ tới bây giờ luôn. Cái gì? Mới làm gì hả? Gì đâu? Mới lúc thấy gì nè. Thấy gì? Thấy gì đang đi ác mà. Cái gì đi giờ ngồi dấu dấu. Cái gì? Đưa cổ coi. Vậy thì tôi đi công chuyện chưa giờ. Ủa, đây làm cái tay để thấy ghê rồi. Đã mẹ không có trời giờ nó hiên cái cổ đó mày bị điên rồi hả ơi. Cổ gì thì chị gì tao phải thấy đâu mà áo cao vậy sao mày thấy thì mày nhìn vô thấy ấy rồi á. Mày áo cao cổ vô thì nó thấy rõ, anh thấy bị sao nó bình thường có gì đâu. Điên thì sao đâu. Sao cái sao cái gì coi này không. Thì có gì đâu. Thì từ giờ giấu mấy lao mày cảm thấy cao cao lên là được. Giấu tới bao giờ? Thì ít còn dưới Sài Gòn mấy không biết đâu mày lo. Quý yêu em nhớ lo gì. Thiệt luôn á. Dạ lộn. Làm cái đó là đã mẹ đã ấy rồi. Không nghĩ gì cho ba mẹ luôn á hả? Cái gì khùng quá. Chứ không ngờ thật. Nhưng mà có gì đâu. Nghĩa thật gì mà nghe đó. Thì nghe cố rồi nè, chứ giờ cố nặng quá giờ xem tao che bất nặng lên. Thiệt luôn á, sớm là đánh giá con. Đạt ra chuyện gì đâu.
bao giờ nói gì đó, đi là làm thôi à. Cái gì anh chặn, lên xem trên mạng, xem đi mà anh chặn. Sao mà không kể cho ba mẹ gì hết trơn á? Cái nào cũng biết cái sở thích mày không nhở? Thì giờ là lỡ xem rồi thì thôi, giờ sao xem mình cũng đẹp mà, em thấy đẹp không? Lỡ mà lỡ cái đó hả? Em thấy đẹp không? Thấy đẹp mà. Đẹp quá trời, tao đừng nói làm tao thấy đẹp lắm gì. Anh tỏ như cái gì vậy á? Hai cái tay rồi, làm ấy rồi. Giờ thêm cái cổ nữa. Thì đam mê mà giờ biết sao. Nãy là một ba mẹ có cái nhà hả? Không có, ba mẹ đi công chuyện nào. Tao này chắc anh không có cơm đâu. Đeo quá nhiều quá, xem gì đâu cổ quá đi. Làm cái gì trời ơi trời. Làm gì là lỡ tốt ngày giờ giấu rồi. Xong giờ ba mẹ thấy á, không nghĩ tới cảm nhận ba mẹ luôn mà. Thì giờ lỡ xem rồi thì biết sao. Thế xem những người đưa tao có gì đâu trời. Tao phải trộm cắp, tao sợ. Thì giờ... Ý là không trộm cắp mà làm á, trước nhiều làm nhiều mới nghĩ ba mẹ chứ. Đã hai tay là của mẹ buồn rồi, giờ thêm cái cổ nữa. Bây giờ mẹ thấy rồi không biết sao luôn á. Sao vậy, em định nói anh lỗi rồi, em định nói. Nói gì? Em đợi mẹ giờ dắt xuống. Không mở, không mở. Tao đem chân lén hồn còn nhắc gì rồi lén. Đó sao mà đâu sợ. Thì mình phải công khai chứ. Sao mình sợ nữa. Em làm tao nhắc gì. Chân đó lấy đường. Ác thôi bây giờ làm em khó khăn lỡ xem ngày mốt lỡ tôi đi làm một đợt tài chính cũng được. Tao mốt là cũng làm cái gì rồi thật. Giờ nói từ đây đời chấm dứt luôn rồi. Ai chấm dứt? Sao không có mắt? Em có mắt thằng người đi chấm dứt. Giờ lỡ cái buôn bán cũng được đi. Giờ có cái bằng rồi đi xin việc làm. Bây giờ không ai nhận đâu. Ủa? Sao mình cố hay mặc áo? Mày áo mày mặc tới nào? Mày mặc lên tới trên đây hả? Nói mà áo sơ mi cỡ nào cũng bị thấy hả? Thôi đâu trời, thì giờ lỡ ấy rồi. Thì thôi giờ ra xem thằng gắt đi lỡ. Cái vậy có lúc mày xó chứ mày cũng làm gì còn không? Cắt mẹ cái đầu mày dục ngươi. Nói gì gơ giữa trời hổng này, cắt đầu dữ vậy? Thì giờ xem lỡ rồi thôi chứ có gì đâu. Giờ anh thấy đẹp mà. Vậy tưởng nó là đựng chặt mở mắt ra đâu. Đeo quái này. Nó là kinh dây đeo quỳ. Ủa bạn không làm. Xem gì rồi mốt nói ra về. Quay nhà chồng hoài cứu sao hả? Hỏi gì? Ba mẹ thôi thôi không thấy mà. Có gì đâu trời. Để mình xem là nhé. Người anh là người tốt là em cũng biết. Thì biết tốt từ ngoài. Nhưng mà người ta giờ á, người ta nhìn được bên ngoài, người ta đánh giá rồi. Nhìn được bên ngoài trước. Thì lỡ rồi thôi. Đừng có lỡ vậy đó. Làm xong lúc mà làm á, làm máy đi. Giờ dạ, tao cái cao mà. Cao mày lên là đâu phải gì đâu. Ừ, mặt dậy suốt đời luôn á. Giấu giấu suốt đời không? Chứ cũng khùng vậy. Làm gì không bao giờ nghĩ cho ai đó. Lạc bá đầu thiệt. Thấy như mấy khùng vậy á. Làm như khùng. Sao em không ngỡ thật. Làm gì không nghĩ cho mình, không bao giờ nghĩ cho ai đó. Thế làm gì ngỡ thật. Nghĩ thật, nghĩ thật gì. Làm gì luôn. Không biết đợi lát ba mẹ đi về tao xuống nói. Cảm mày hả? Đừng nhắc tao theo ai. Tao nhắc ba mẹ lên đây. Đừng có làm gia đình tao sức mất đô vỡ nha. Từ đây nha. Thà ngay từ đầu thì cũng làm. Giờ mày làm. Mày nói mày đi bụi á. Mày nói mấy nó đi bụi á. Đi đi. Đi bụi luôn á. Trời con đi nó phát ứng như thiệt anh yêu. Nó hờn rồi. Không nói thành lời nữa đâu. Giờ sao ta? Nó đòi chút nữa tôi ba mẹ tôi về dắt tôi xuống để nhận lão các thứ. Ok, thì chung trong hai ớt rất là ghét nha. Kiểu như là thấy tôi xem vậy á, hờn quá không thích á. Nên là phản ứng hơi ghét một chút. Có những cái lời hơi nặng xíu nhưng mà thôi cả. Đó là tấm chân tình vì ta thương mình, người ta nào muốn nói vậy đúng không anh em? Đấy. Bây giờ nè, thôi lỡ theo kịch bản này chắc là tôi sẽ vô thấu tỏi anh chồng. Sao vậy? Phải theo xuống. Thôi phản ứng của ba mẹ tôi thôi. Bây giờ sẽ tìm cách thấu tỏi, lời thấu tỏi ngọt ngào nhất nha. Trời ơi, tôi sống. Mẹ. Thằng dáng gì mà kỹ quá, kỳ nỉ thằng ra anh em ơi. Tức ghê luôn á. Ê, chào chào. Ê là coi giùm con thôi, kỳ kỳ mà nói cái hình đi thôi, nó về ta.
Từ giờ mới cố ngay. Đâu đâu. Nghe mày vậy? Con đâu phải không? Lột mày mất xem mà lột mày hết rồi. Bây giờ tưởng thiệt không á? Tướng anh bị điên rồi, nên xem ngay cố vậy, xem ngay cố chấm dứt cuộc đời luôn á. Nói chung là giáo chấm hết luôn á. Nghĩ sao vậy? Tôi đi nhìn nản quá. Nản gì? Tôi sao thú nhận đâu mà còn nản nữa. Ra cười giùm coi. Không, rảnh. Ra cười giùm đi. Tự làm tự giải đi. Ra cười giùm coi, nó dính đâu quá nè. Bận rồi. Bận gì? Ngồi. Rồi ok đi em ơi. Để xong, để nhìn. Đã tròn xong một đối tượng. Bây giờ là mình sẽ để rồi xuống nhà để phơi phản ứng của ba má tôi nha. Tôi chạy xuống đỡ mà phản ứng của mẹ tôi nha. Mẹ ơi, mới xem nghe cô được không?